Liên quan tới vụ nhóm đối tượng đến tận nhà hành hung dã man, ông Ngô Văn Lư bất tỉnh do làm thơ châm biếm giải bóng chuyền địa phương và đăng bài thơ lên mạng xã hội Facebook. Thượng tá Trần Anh Tuấn, trưởng công an huyện Lệ Thủy cho biết, đã cho điều tra và triệu tập 7 đối tượng để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi xông vào nhà hành hung ông Ngô Văn Lư do cảm thấy bị xúc phạm. Thượng tá Trần Anh Tuấn thông tin, các đối tượng này coi thường pháp luật, hành động của các đối tượng đã cấu thành nhiều tội danh như cố ý gây thương tích, xâm nhập bất hợp pháp. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tật, sau đó sẽ củng cố hồ sơ xem vi phạm đến mức độ nào và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật để răn đe. Trong một diễn biến khác, anh Ngô Văn Lít, con trai ông Lư cho biết, người nhà nhóm người đánh ba tôi có vào viện thăm hỏi, đưa tiền muốn gia đình tôi giảng hòa, giảm nhẹ sự việc, nhưng tôi nhất quyết không thỏa hiệp, không dung dưỡng cho những đối tượng có hành vi phạm tội coi thường tính mạng của người khác. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hành vi đánh người thể hiện ý thức coi thường pháp luật, hung hãn của nhóm người này nên việc cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý là cần thiết. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh làm rõ danh tính của những người đã thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân, làm rõ nguyên nhân sự việc và diễn biến hành vi của các bên liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, hành vi cố ý gây thương tích, gây ra thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người thực hiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 134 Bộ luật hình sự. Dù là nguyên nhân sự việc là gì đi chăng nữa thì hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe của người khác là vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ mức độ thương tích của nạn nhân, làm rõ diễn biến hành vi của những người này để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết vụ việc này, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, sẽ làm rõ nội dung bài thơ cũng như mục đích của tác giả để xác định nạn nhân có lỗi một phần hay không. Trong trường hợp bài thơ của nạn nhân có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, thì người bị xúc phạm có quyền trình báo sự việc với cơ quan chức năng để xem xét xử lý người đã sáng tác bài thơ theo quy định của pháp luật, chứ không được phép tự xử, gây mất an ninh trật tự và xâm phạm đến sức khỏe của người khác như vậy. Theo luật sư Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy nạn nhân đã đăng những bài thơ hoặc có những phát ngôn, những hành động xâm phạm đến lợi ích của người này thì tùy vào tính chất mức độ của sự việc mà nạn nhân cũng sẽ bị xem xét xử lý và sự việc có thể xác định nạn nhân có lỗi một phần là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho những người đã gây thương tích cho nạn nhân. Sau khi có kết quả giám định thương tích thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với những người trên theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 15 tháng 10, tại cuộc họp báo quý 3 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố đã thông tin về vụ nam thanh niên lấy xe tải của người khác lái tông chết hai người. Đại tá Trần Văn Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Văn Hoàng Tuấn, 31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm, qua điều tra ban đầu, đối tượng Tuấn dương tính với chất ma túy. Theo điều tra, hơn 11 giờ ngày 26 tháng 9, sau khi sử dụng ma túy, Tuấn từ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long sang Cần Thơ cướp một xe máy và 30 tờ vé số của người dân tại quận Ninh Kiều. Bị truy đuổi, Tuấn chạy xe máy khoảng 10 km đến khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy. Hắn bỏ xe máy lên chiếc ô tô tải loại 8 tấn đang chờ chở thức ăn chăn nuôi, còn cắm sẵn chìa khóa. Tài xế đang vào trong một công ty đăng ký nhận hàng. Tuấn sau đó lái xe bỏ chạy trên quốc lộ 91 với tốc độ cao. Chạy được khoảng 20 km đến phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tuấn tông hai xe máy và một ô tô, làm hai người bị thương nặng. Khi chạy đến đoạn qua phường Long Hưng, hắn tông bốn xe máy làm ba người bị thương, một người tử vong. Tuấn tiếp tục lao xe đến trung tâm quận Thốt Nốt rồi quay đầu chạy ngược lại. Lúc này lực lượng công an bám theo, đồng thời triển khai các chốt chặn bắt. Sau khi quay đầu ngược lại hơn 40 km, đến gần ngã ba giữa quốc lộ 91 và đường vào khu công nghiệp Trà Nóc, Tuấn tông liên tục vào 6 ô tô, 3 tải, 3 ô tô con, gãy trụ đèn trước khi dừng lại. Cú tông hàng loạt khiến thiếu niên 15 tuổi ngồi sau xe máy bị thương nặng, tử vong. Cảnh sát được huy động phong tỏa, nổ nhiều phát súng, khống chế Tuấn lúc 13 giờ 30 phút. Hai nạn nhân tử vong gồm anh Nguyễn Thanh Tao, 34 tuổi và Trương Hoài Linh, 15 tuổi, cả hai cùng ngụ tại quận Ô Môn.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hoài, 32 tuổi, tên gọi khác là Hoài DJ, và 8 đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, Hoài DJ bị đề nghị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo điều khoản 4, điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt là tử hình. Các bị can mua ma túy và các phụ gia từ nước ngoài về đóng trong những gói cà phê, trà thảo mộc, bao bì hấp dẫn, bắt mắt, mỗi gói trọng lượng 15 gram. Thị phần mà nhóm này hướng tới là giới trẻ, học sinh, sinh viên muốn tìm tòi, khám phá sự mới lạ. Hoài từng làm DJ ở nước ngoài, quãng thời gian này bị can học được công thức pha chế ma túy nước vui. Nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận, Hoài về nước và tuyển mộ thêm người, bắt tay vào sản xuất hàng cấm. Thủ đoạn của nhóm này là mua bán ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy, các loại phụ gia, bao bì, đóng gói về Việt Nam, tập kết tại kho ở thành phố Hồ Chí Minh. Để tránh bị phát hiện, Hoài cùng đồng bọn thường xuyên thay đổi nơi cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy. Ba đối tượng được Hoài giao nhiệm vụ pha trộn, đóng gói ma túy là Mạc Đức Vinh, 35 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương, Đào Hoàng Nam và Nguyễn Hưng Long, cùng 36 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Việc giám sát được Hoài giao cho Thạch Hoàng Minh, 43 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, và Võ Thị Quỳnh Trang, 27 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh phụ trách. Theo Bộ Công an, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia do nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng người Việt Nam sống tại Campuchia cầm đầu, thuê Nguyễn Thị Hoài tổ chức hoạt động, đóng gói ma túy bằng cách đưa chất ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Hoài thuê nhà, thuê người thực hiện pha trộn bột ma túy với đường, hương liệu thành những gói nhỏ gọi là nước vui, thuê các shipper vận chuyển tiêu thụ ma túy số lượng đặc biệt lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong cả nước. Theo cáo buộc, Hoài cầm đầu đường dây đóng gói tiêu thụ ma túy tại Việt Nam với khối lượng 106,3 kg. Đồng thời, nữ bị can cáo buộc tàng trữ trái phép chất ma túy với khối lượng hơn 58 kg. Ngoài ra, nữ bị can còn bị cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 3 lần đối với 2 người trở lên. Theo Bộ Công an, quá trình điều tra, Hoài thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm, giúp nhà chức trách mở rộng vụ án. Các bị can mua ma túy và các phụ gia từ nước ngoài về đóng trong những gói cà phê, trà thảo mộc, bao bì hấp dẫn, bắt mắt, mỗi gói trọng lượng 15 gram. Marburg là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao từ 50 đến 88%. Trước tình hình dịch bệnh do virus Marburg gây ra đang diễn biến phức tạp ở châu Phi, Cục Y tế Dự phòng đưa ra công văn khẩn giám sát, kiểm soát dịch bệnh, tránh để bùng phát ở nước ta. Tại châu Phi, Bộ Y tế Rwanda vừa xác nhận thêm 7 trường hợp mới nhiễm virus Marburg, nâng tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh ở nước này lên 56 người. Theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh Truyền nhiễm, từ cuối tháng 9 năm 2024, Rwanda đã xuất hiện ca đầu tiên mắc bệnh Marburg. Đến mùng 10 tháng 10 đã ghi nhận tổng số 58 trường hợp mắc, trong đó có 13 trường hợp tử vong, khoảng 70% trường hợp bệnh là nhân viên y tế. Marburg là một virus thông qua động vật trung gian để gây bệnh. Cụ thể là loài rơi ăn quả tại châu Phi, Rotus agrestiensis. Tên của virus được lấy từ phòng thí nghiệm Marburg nước Đức, nơi phát hiện ra loại virus này vào năm 1967. Bệnh do virus Marburg gây ra rất khó chuẩn đoán, có thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 21 ngày. Bệnh nhân có thể xuất hiện các biểu hiện như sốt đột ngột, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, đau người. Ngày thứ 5 có thể xuất hiện phát ban, cảm giác rát trên thân mình. Ngoài ra, còn kèm theo buồn nôn, đau ngực, đau bụng, đau họng, tiêu chảy, vàng mắt, có biểu hiện xuất huyết, mê sảng đi vào sốc và dẫn đến suy gan, suy đa tạng, có thể dẫn đến tử vong. Để chuẩn đoán virus Marburg, cần sử dụng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm như ELISA và PCR. Đối với các bệnh nhân tử vong, có thể lấy máu hoặc các mẫu sinh thiết tại các tổ chức của cơ thể để làm nhuộm hóa mô miễn dịch hoặc nuôi cấy để phát hiện ra virus. Hiện nay, bệnh chưa có vaccine hay thuốc kháng virus đặc hiệu để điều trị. Người mắc bệnh do virus Marburg sẽ phải cách ly nghiêm ngặt và phương pháp điều trị chủ yếu là điều trị hỗ trợ như bù nước điện giải, chống xuất huyết. Nếu có biểu hiện suy đa tạng thì cần thở oxy, hồi sức. Tuy nhiên, với tỷ lệ tử vong khá cao, thường những người mắc bệnh đều có tiên lượng nặng.
Cục Y tế Dự phòng có văn bản khẩn số 1006 DPDT gửi các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố liên tục cập nhật thông tin về các quốc gia đang ghi nhận bệnh nhân mắc virus Marburg, giám sát chặt chẽ các đối tượng nhập cảnh, quá cảnh vào Việt Nam từ các vùng có dịch, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng hộ cá nhân đối với các cán bộ y tế, người dân có tiếp xúc với người nghi ngờ hay đã mắc bệnh, chuẩn bị sẵn sàng phòng, khu vực cách ly tạm thời cho các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Ngoài ra, Cục Y tế Dự phòng gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ, Pasteur hướng dẫn, tập huấn giám sát và các biện pháp phòng chống bệnh, lấy mẫu, vận chuyển an toàn, tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, chuẩn đoán xác định mắc virus Marburg, tăng cường năng lực xét nghiệm, tích cực rà soát, sẵn sàng đáp ứng ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.